Để bảo đảm an ninh an toàn và giao thông được thông suốt, Công an thành phố Hà Nội đã phân luồng thêm một số tuyến đường phục vụ cho các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày hôm nay 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tới. Từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và 10 giờ đến 12 giờ ngày 26 tháng 1, thêm 10 tuyến đường của Hà Nội sẽ được phân luồng giao thông để phục vụ Đại hội 13 của Đảng, gồm Đặng Thái Mai, Xuân Diệu, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Thanh Niên, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ. Đồng thời tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ 24 chỗ trở lên, trừ các phương tiện phục vụ đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết khắc phục sự cố, lưu thông trên một số tuyến đường. Và cũng để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội vừa có phương án điều chỉnh lộ trình 19 tuyến xe buýt từ ngày hôm nay 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2. Các tuyến buýt điều chỉnh lộ trình tạm thời là tuyến 01, 03A, 11, 22A, 22B, 32, 35A, 39, 45, 49. Tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch có trợ giá 03, 21B, 50, 18, 87, 60A, 60B, 103A, 103B. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội yêu cầu phòng kế hoạch vận hành, bố trí lực lượng điều hành, phối hợp các đơn vị theo phương án điều chỉnh, cũng như theo phân luồng tổ chức giao thông của Công an thành phố Hà Nội, đảm bảo các tuyến buýt hoạt động an toàn. Theo thông tư do Bộ Tài chính vừa ban hành, từ ngày 1 tháng 3, xe máy điện sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với mức phí là 55.000 đồng mỗi năm. Thông tư số 04 đã bổ sung quy định xe máy điện phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ xe cơ giới như các loại ô tô, xe máy khi tham gia giao thông. Phí bảo hiểm đối với xe máy điện là 55.000 đồng một năm. Đây là mức bằng với phí bảo hiểm đối với các loại xe mô tô hai bánh dưới 50 phân khối. Trong khi đó, xe mô tô hai bánh trên 50 phân khối có mức phí bảo hiểm 60.000 đồng một năm. Thông tư cũng đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 lên mức 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Ngay trong những ngày đầu năm mới 2021, các địa phương trong cả nước tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cùng với việc nhắc nhở, tuyên truyền các quy định mới, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị. Chỉ sau vài giờ triển khai kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều lái xe vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đi làm thì cũng có đúng là một trái thôi. Theo luật thì cũng uống đều giống, đi làm thì có mệt mỏi thì có uống một trái, đúng là một trái chứ không đi nhau nữa. Theo tôi thì nếu như mà khi đã uống rượu bia rồi thì không nên điều khiển các cái phương tiện để tham gia giao thông, vì sẽ rất là nguy hiểm cho tính mạng của mình và cho đến ảnh hưởng đến tính mạng của người khác. Ngay trong tuần đầu ra quân kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 14 trường hợp lái xe sử dụng bia, rượu điều khiển ô tô, xe máy, trong đó 2 trường hợp vi phạm nặng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt. Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và bảo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thì qua tuần tra kiểm soát thì chúng tôi là phát hiện cũng nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy, ô tô sử dụng rượu bia. Đặc biệt là có trong cái đợt này là chúng tôi có 4 trường hợp người điều khiển phương tiện là dương tính về chất ma túy. Việc 2 xe ô tô và 2 xe mô tô thì chúng tôi cũng đã xử phạt với mức phạt là trên 80 triệu đồng. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có từ 70 đến 80% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến bia rượu. Vì vậy, việc xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia và trong người có chất ma túy khi tham gia giao thông theo hướng tăng nặng, riêng nồng độ cồn đã tăng lên mức 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 năm đã làm cho người tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới.